cầm trò nữa này, thằng cháu để chỉ bị đàn 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 người ta coi lên làm cái cửa cho gà quả vào, thì mình mua gà quả vào mình nấu là có gì cháu viết với cái còi này thì ông nghe thấy ông sẽ trả về nhé. À đúng rồi. Cái mệt lắm à, như giúp này à. Còn kia đây chị, ui bẩn lắm, con chạy đâu. Đúng rồi. Ui. Cái gà đi chăn gạo nhá. Ông nói chuyện nghe thì cháu. Cháu thấy đói sớm chưa? Chưa thấy mình làm việc của lúc đó nhỉ. Bây giờ thì mình vào đầu tư vào chăn nuôi nha. Bây giờ thì cháu đan một cái thọc vòng thì ông nuôi cho cháu nhá. Thế nhá, thì cháu sẽ lấy cái chì ấy, cái cứ cứng ấy, cái chè mai ấy, mình chẻ ra hết nhá. Đấy, nhá, bây giờ cháu vẽ một cái vòng tròn thế này nhá. Rồi cháu sẽ kêu cháu cắm cọc, cắm cho nó này, thằng cháu sẽ chịu đan người ta coi lên làm cái cửa cho gà quán vào. Thì mình mua gà con vào và mình nuôi gà con nhỉ. Rồi cái này cháu thử làm được nhé, được thôi. Rồi ông đi lên rừng chặt cây với ông làm cái bát ăn.
cho lịch sử thí. Có gì cháu viết với cái còi này thì ông nghe thấy ông sẽ chạy về nhá. À đúng rồi, ông chạy kia. Ông lấy cái sảnh xúc rớt hết đi nhá. Ông lấy cái cây, cái khúc, mấy cái khúc cây này thì chặt làm nhá. Ông đi cầm cây, mấy cây bầu làm cái bàn ăn đó. Cả đống ông đi sắp chết cả đống chặt cái cây ông ngồi đi chặt mấy cây bé nữa rồi đây là quả thật nhá. Thế thì không biết là gì rồi coi của ông đi nhá. Thấy nó thấy đói cơm à, nhóm rửa lên nấu cơm nữa nhá.
Cái này ông làm một cái bàn mình ăn cơm ấy, tao cao bàn mình ngồi ăn cơm với nhau ấy. Là tao thích không? Hay có làm ấy nhỉ? Làm à? Thế tao làm cái đấy, ông làm cái này. Vậy mình thử làm cái bàn ăn bằng tre có làm được hay không nhỉ? Là con nữa cũng không sao, làm được thì tốt. Cũng được, đóng đinh vào xong để cho cái mà có hai tay đóng được. Xem cho cái đã gọi thế này, con cái của ông rồi. Hey.
nó đập chậm thôi. Đấy, đấy. Ông hổ đất chết rồi. Sắp được cái đấy nha cháu nha. Có cái gì không? Đâu cả anh già đỡ cái nhà, ok đó bạn, nhéo tay cái nhà, nhỏ, đẹp đấy. Ô, cháu làm xong ông à, cháu đi nhóm lửa đun nước với làm thức ăn ấy, ông làm chưa xong, anh biết phụ cháu bận quá, à, ai bảo cháu theo ông ở nhà, sao? Chưa chứ, tí ông làm xong ông phụ cháu xong. Ông còn lâu lắm xong rồi con hơi cô cu. Quên dép à? À ôi trời. Ôi hứa là tí là ôi uốn thế này vào ôm cái gì đấy.
Cho cháu đi chửi cái xuống ấy sạch sẽ rồi tí rồi để làm cái nước ăn nhé. Lạnh là làm thì hơi. Rét đấy nhỉ? Tê tê không? Ui lạnh. Thử xem có thành công không, có thành công nó là đủ cái cây. Ui cây bé rồi. Chắc cũng được nhỉ. Hơi bé tí. Rồi sao đâu có được, có bé được. Đấy, đã được một bên rồi. Rồi đấy, bên kia thì hơi tiếp. Không được chưa nhỉ. Rồi xem đã. Chắc được không gây được rồi. Nhìn về đây nó phát nữa nè. Chắc chắn chúng ta thử được thế này là phát nè. Đấy. Đấy. Xong rồi thì mình đóng khay chân như thế này vào. Đấy nha. Được nha. Khâu này nè. Khâu đẹp à. Không để làm cách nào hơn đâu. Thò tay là được đúng. Cái này không phải cây của nó. Em đổi lại cây cây khác này. Đổi đầu. Cái này to hơn rồi. Cái cây kia kéo chạy về cây kia sợ chậm. Ông ấy nhá. Đấy. Nó sao không? Có sao. Đúng không? Bó gõ vào nè. Được nhỉ. Cây hơi dài hơn rồi. Chứ không chặt đi được rồi. Lấy cái nồi về bé mình làm mà bún là bé trứng mà nhá. Mình sẽ lúc bỏ cây này thì ông gác về cho. Ờ đúng rồi, là vào đây đủ ông cháu mẹ rồi. Đi đập trứng xuống nhỉ. Đúng rồi, đi ngâm nước nhé. Rất sạch sẽ nhé. Cháu thổi ông thổi là cho con đấy à, đẹp hết mà cái con đấy bé nhỉ.
mà ăn ngọt lắm. Con rồi cho mấy chị đã. Kì. Kì ăn được rồi, thoải mái mẹ ăn nhá, ăn nhiều rồi nhá. Đấy. Ăn cơm thôi nhá. Ban đầu nó đóng một cái ít thôi, còn sạc còn thiếu khá chín, ao vào trong và trong dạ dày nó càng chín hơn nữa. Ông người ta nhá, ngồi nhá, nóng ấy, bỏng mồm ấy. Ông làm cái bàn xong có cái bàn ăn các bạn trên giường ngồi thế này nhỉ? Được ạ, ngon. Ăn cái này cắn nhỉ? Ăn cái mùa mà thấy sao bây giờ nó còn được ha. Cái hoàn khoa này cũng ăn rất phải ăn cung. Em, no lắm. Bây giờ no quá, sao rồi? Tận rồi. Tiếc nhỉ, đông phải sáu áo rồi đó, áo cháu ở bò đấu, áo rồi nhé. Người đi đó nhỉ, người là no, cái no tốt, no với cái mức cao lên được biết. Ông hỏi cái, ở với ông bao nhiêu lâu rồi, ông chưa biết tên cháu mà cháu có nhớ tên không? Không nhớ được nhỉ? À, với ông đặt tên cho nhé. Tên của ông là Lò Tống, thế ông đặt cho cháu là Lò Tít nhé. Được không? Xấu quá à? Cái tên đấy được không? Được, được rồi, bắt tay. Ngoéo, ngoéo. Được rồi. Thằng nhìn người nhá, nghe tí mà làm việc á. Ôi ôi. Hôm nay ông lười không cần uống ra đó, ông nhiều tí rồi. Đâu có gì rồi đấy. Cái này phân biệt ra ông không đi, ông đi đâu không gọi ông bằng ba, ông xấu hổ quá, không ông mới để. Bây giờ, này nhá, ông cháu mình làm. Nãy vừa lên đây, bây giờ mình vẫn phải tiếp tục đi kiếm việc làm, kiếm ra tiền, kiếm ra cái gì mình mới có xây dựng lên được nha. Ừ, đúng rồi, cái bàn đặt thời ngày mai làm sau nhỉ? Ây dồi ôi dồi, bây giờ sắp mưa rồi, cháu về thế này ông ơi kiếm tí ít hàng nhé. Mà mua ít gạo, anh cái đèn này đó mình sửa đây, cháu ở nhà sắp mưa rồi, cháu trồng rau trồng ấy nhé. Ông tìm đồ sổ sổ đó. Thế ông đi một lúc ông có về sớm thôi à, cháu xem thế nào để làm được cái gì thì làm nhé à, cho cái gì thì cháu có cái còi thổi nhé. Bây giờ cái nhà vui vẻ nhé à, không buồn nhé, nếu buồn ông không đi đâu nhé à, à thế được cháu đi nhé, không bài rồi bà cháu nhá.
chan quá, bị chi nhà không? Này cả hơi cả tăng chi nhà là? Cả hơi cả tăng về hướng. Tăng thế nào? Cái bấm cái bấm mà cậu mà chui nhẹ lại tập ô đây hà nhà những cậu nên sẽ phải sớm mười pha để xin hai thuốc không nó giao anh đi rồi thuê máy hai đi lại trong rồi à còn xin à và đi rồi nào Kì. Nhà không vết kì ơi. Kì. Mày xin chào, xin chào. Xin chào mày, xin chào. Con nhà tốt cùng đấy, con mày đâu hả? Chào gái ơi. Mày làm gì ở đâu đây? Đây à? Đấy, con làm gì đây? Mày làm vừa cháu à? Ông phố xem nào. Sao đây quả thế nhỉ? Mùi cháu trồng cà cỏ nhà. Ui! Đinh ra kia kia kia.
Nhờ, cái đây sấy cỏ ra hết à? Cỏ đây nhỉ? Úi giời, tay mà đất ướt bẩn hết rồi đây này. Trồng xong tháo nhỉ? Lấy nước tưới chưa? À, cái tưới tưới xong gì? Được đấy, trồng hết tuyệt vời rồi. Vẫn rồi, sai rồi. Đây là vui nhai nhỉ? Ông bùi tưới cho cháu. Ông bên đi trên hàng trên rừng ấy bán được một ít tiền mua gạo, một ít tiền mua ít gạo về ông cháu mình ăn. Đây là cái này đấy, đấy ông mua cái này về ông cháu mình lúc nào ông trời mưa ấy cháu mình soi ếch ngé rồi làm thực phẩm ăn ấy. Đấy sáng là bấm vào phát ra xem là sáng được không đấy, được đấy. Thôi thay hết một thứ được luôn đấy. À, ông cất cái túi đây nhá. Cái này cái dây này là buộc vào đây mình đeo trên đầu ấy. À, đúng rồi. Bây giờ trời sắp tối rồi, ông đi khá lâu bây giờ, ông cháu mình làm cho nó ăn xong mình ngủ rồi. Cháu xem là giữ nó dễ rồi lấy gạo xuống nấu cơm nhá. Con nít gì ra đấy. Đây, người ngoan nào. Con này thật yêu thế nhỉ. Đi theo cháu rồi. À cháu đang mang trên này á. Ừ, thằng đào về tí nhìn là dọn đấy. À, được rồi, mang cúc mà sẽ đi nhé. Không đến nóc cơm đó. Được. Một hai quả trứng đó chờ cháu gái. Cái này không có gì sẽ được tạm thôi được rồi, một tay nó được thế rồi. Yo, thằng gái của ông chơi được mang cơ à? To thế. Ôi anh em, bỏ đây không trái bóc nhé. Cháu coi được hai trái bóc. Thằng tí ông nhìn cháu này làm ăn những người vừa quả. Trái bóc ông đang luộc trứng chơi cháu ấy. Nồi nấu bằng đá
của cháu nha. Cơm đây sẵn rồi, này mình được hết rồi. Chúng ta ăn cơm nha. Ăn thử khi mà cháu gì nữa, ngon không nhỉ? Được, có nhá. Mình cho bếp ghẹ sau nha. Nó ăn đói hoàng luôn nhỉ. Nó có thời gian nó không làm việc gì nữa mà. Nhẹ xong còn làm việc nữa nhỉ. Thì mình quét đi, dọn bỏ đi được rồi. À, bóc này, à, ông bóc cho cháu cho, cái cháu bóc cho ông ạ. À. Thì ông ăn trước nhé. Ngon. Ăn nhé. Ngon rồi. Ăn mềm quá nhá. Ăn mềm là cứ no được mới coi được đấy. Bữa cơm ở xuống là giòn, nên dùng về tôi ăn cơm ngon hơn đấy. Đây cho cái kia, ôi giờ cái bỏ chân cho nhé. Và để đảo cho cái kia ăn. Cùng với trò xương lại, không có bắt đầu. Cứ đủ lấy tí, nó đi đâu về, nó tự về ăn nhé.